xe nữa rồi kìa, bộ xuống đi. Xe có một xe tình hình quá nguy hiểm. À, đây từ từ đi, từ từ đi cho ông cha mình nó nổ tung. Rồi hello, xin chào các bạn nha. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay bộ ba bình luận xuất hiện rồi các bạn ơi. Đây, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái level chính nha. Chính nha. Của một bon này. Rồi vô play. Này rồi vô play. Yeah. Yeah. Vẫn là dòng sông Vân Thuận nha các bạn. Có ba. Xe ba. Có chiếc xe này không? Đúng rồi, chiếc xe đó hơi bị nguy hiểm đó. Chiếc xe này nó làm chậm bẹp cái cục đá luôn á. Đúng rồi đó. Gọi cục đá này nó đánh thắng con này luôn. Mẹ ơi, ở dạng đi. Rồi nha ta, đây đi. Đừng mau nổ. Rồi, ok. Ok. Này là cục đá gì? Cục đá này hơi bị bự đó. Nó cái cục bình thường là nó ăn nhanh, còn cục đá bự nó ăn yếu dữ lắm. Đá bự nó ăn lâu lắm. Nó ăn rau, cái cục đá bự thì nó ăn rau, rồi cộng cục đá nhỏ nhỏ thì cục đá nhỏ thì nó ăn lâu. Ủa ăn mau, còn cục đá bự thì nó ăn lâu. Vậy thôi. Còn cục đá nhỏ thì nó ăn mau, rồi cục đá bự nó không mang mau. Rồi, không ăn mau tức là nó ăn lâu đó. Có gì đi cho dễ. Chết đi. Đâu, Quy có vô tham gia không? Thôi quay ra. Ờ, đúng rồi, Yumi bị bắn gãy đầu rồi. Bãi xe lắm. Ủa dạ. Yumi, bữa nay có xe Yumi rồi, sao không Yumi lấy cái kính của ba rồi. Cái kính của ba. Cái kính này của ba. Ôi, thôi Yumi đợi để đeo đi, ba cho Yumi nè, để Yumi đeo đi. Chọt vô mắt ba bây giờ nè. Vì đề báo không. Ba muốn kiến gì yếu thì yếu. Kiến phút đeo mới có được có 2 lần hư rồi. Đã công phi nó phá. Thôi thôi thôi, ngồi xuống đi, đừng cài cho ba đâu. Không phải gái đâu mà cài tóc chị. Ba người con trai là cài tóc là bi đê á. Đúng rồi đó. Quy ngồi xuống đi, coi nè, bình luận coi. Bình luận. Đấy. Xe lâu mà. Có bạn có, bữa nay có mình, dưới bà có con Phi. Ây da. Thấy vô các bạn, bữa nay có mình, dưới bà, dưới con Phi nhà các bạn. Không có, nó không có. Chưa, cái xe nó chưa có xuất hiện, chút xíu nó mới xuất hiện. Đã mấy con dung bi nó đứng gọn ấy. Nó kém cái thì chết luôn à. Chết hết zombie nè. Chết hết cái bông rồi kìa. Để mở lại. Thấy nữa không? Sao? Chút xíu là chết với nó rồi, thấy chưa? Thấy cho bạn. Ủa xe đâu rồi bạn? Chưa có xe. Chờ chút xíu đi. Chờ chút xíu thì mới thấy xe. Xe nó chưa có ra. Xe nó ghê nó cầm vậy nè. Nó cá nè. Có con Yumi gọi nước nè. Gọi nước cơm. Hôm ba nãy Yumi gọi nước chết. Yumi cây sào ra tới rồi kìa. Yumi đi sào đi. Đắp độ quá cao. Mình đã tiêu diệt nó hoàn thành rồi. Rồi chết rồi. Ê, một con cái kìa. Hay xinh. Chết. Zombie xuất hiện. Rồi nó bị gớt cái cây rồi nó đi yếu gậy hả? Đã tiêu diệt nó thôi. Chết rồi. Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm, bữa nay hơi nhiều zombie nha. Hôm qua mình có đi cái bàn này nhưng mà thất bại các bạn ơi, cho nên phải đi lại thôi.
Tôi cũng quay video cũng hết 17 phút nhưng mà bị thất bại do mình hơi bị chủ quan. Có con gì cá heo kìa. Ồ, thấy rồi. Ủa, con ngựa đâu rồi? Gì vậy? Con ngựa. Đâu có con ngựa đâu. Con cá trẻ. Nhưng mà cá heo xuất hiện nhiều thế. Chết rồi. Chạy chạy, hai con này nó đang đá nhau. Ba con heo đâu ba? Ba con heo đâu? Con heo đâu mà con heo đâu có đâu mà con heo gì đây? Ông Hồng Hồng Quảng nó nói là con cá heo á. Con cá heo xuất hiện rồi đây kìa. Đó. Đó kìa ơi. Mà chả nó nhảy lên đây kìa. Mà chả nó ăn luôn kìa. Cái con này đi quá kinh khủng quá mạnh luôn. Mạnh cái nè cũng phải chết chứ bà. Đấm bà, bà. Đó đấm bắn. Bè hãy lấy tay ra coi. Thằng bấm này. Trời ơi. Bùm về xíu xíu rồi chết rồi nè, thấy không? Quy này báo không? Vô báo nè. Quy báo rồi chứ dài. Quy ra coi Quy. Có con zombie đỡ số con. Quy đỡ số thì nguy hiểm quá nè. Ta mở ra. Để bắn cái là bong 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 bong. Mở ra. Quy đi. Đó, bữa nay hơi nhiều nha. Đến đi nè, để bà giải quyết nó coi. Trời ơi, con này con nữa nè. Đừng đá nó mà. Đừng đá nó kìa. Đá đâu? Có zombie cá heo kìa bà ơi. Bà bắn có zombie cá heo. Tất cả bình tĩnh đi. Còn ăn cỡ là ăn cái xe này cũng còn. Không ăn được đâu. Đó, xe đâu? Bình tĩnh đi, để bà mình giải quyết. Xe cái chưa có xuất hiện mà xe hoài. Kìa nữa kìa. Kìa nó bay tới nữa rồi kìa. Nó ăn được cá bay. Con zombie cá heo nó chạy nhanh rồi nó nhảy. Ủa chưa. Đúng rồi. Kìa chết rồi kìa. Con zombie này nó ăn cái này ba ơi. Cái con zombie xe tới rồi kìa. Xe đá đâu? Kìa. Bái xe đâu? Chết rồi. Xe đâu bà? Trời trời, gầm hư. Bum. Này cũng là đúng rồi. Đúng rồi, gầm hư cái thảm cỏ của mình. Bái rồi xe đâu? Rồi. Đó, cái xe nó ra nãy giờ nó không thấy hỏi đâu vậy. Còn cái nó gầm hư cái hậu cỏ của mình luôn rồi. Nữa kìa. Đây nó xuất hiện chiếc xe nữa kìa, tất cả bình tĩnh đi. Cho một cây ớt vô. Cháy đen luôn. Cháy ớt thôi thì nó sẽ cháy đen khui hết cái gì đâu. Dạ, trời trời, zombie cá heo. Ê, chết rồi. Zombie cá heo, con này nó ăn nhanh lắm. Ớt đâu, chưa xuất hiện nữa. Nhưng mà ớt nó chưa có đủ đi. Bán xe đâu? Lên. Bán xe đâu? Xe đâu bà? Xe đâu? Chưa có xuất hiện xe đó, con đang chưa có ra. Hồi nãy nó ra mà đã tiêu diệt nó rồi. Còn cái cỏ này nó hết thương. Quá nguy hiểm rồi. Có xe là bùm luôn. Từ từ đi, đợi chút xíu đi. Các bác à, các bác tập trung vào đi. Tớ mở ra đó. Trung hoàng. Zombie chuẩn bị xuất hiện đoàn lớn đây này. Các bạn bữa nay có mình với ba, với con Phi với bạn. Hôm nay là có ba mình nhân viên đó, cho nên nó hơi bị lu bu tí xíu nha các bạn. Mong các bạn thông cảm nha. Các bạn thông cảm. Mình nhân viên hôm nay hơi bị lu bu nhẹ. Ôi trời ơi, mình không biết làm gì. Luận viên cũng lo bình luận mà nó làm gì vậy? Thôi 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 thôi. Kìa, zombie ra tới kìa. Zombie đậu xe, zombie xuất hiện kìa. Tao không biết. Thôi, gọi xuống đi để coi zombie xuất hiện nè. Vi không coi rồi Vi quậy hoài sao được. À, khúc gây gắn chuẩn bị nè. Ủa xe đâu rồi? Từ từ. Bà không bà.
ba không bỏ đi gặp chiếc xe dài quá. Chiếc xe dài quá, dài quá thì dài quá. Xe dài mới giữ đó. Xe dài mới giữ. Đầu Jimmy chuẩn bị dốc đội hình mạnh nhất để tấn công nhà của mình nè. Chết, chiếc xe xuất hiện kìa. Chiếc xe xuất hiện rồi. Chiếc xe Jimmy xuất hiện rồi, phải cho một trái ớt vào được. Làm hư cỏ nguyên trường. Rồi, vỗ cỏ lên, gắn trái ớt vô, tiêu diệt chiếc xe. Yeah. Có xe đâu? Thì cái xe chạy dần dần nhưng mà Quý hỏi xe đâu. Không tập trung chuyên môn gì hết Huy ơi. Đây, đó là tổng tổng là tấn công mình rồi kìa. Xe lại một chiếc xe nữa rồi kìa. Bỏ xuống đi. Xe có một xe. Tình hình quá nguy hiểm. Đây, từ từ đi. Từ từ đi, cho ông cha mình nó nổ tung tới coi. Oh yeah. Từ từ. Không, không sao đâu, xe đó, không sao đâu. Bye bye chiếc xe. Ba con chuẩn bị cá heo đó, nó bị gãy đầu rồi. Thấy rồi, để ba xúc cái này ra. Cái cá nó gầm hơn cái xuống của mình luôn cơ. Yeah, tiêu diệt nó liền. Yeah, hú hồn rồi các bạn ơi. Cầm đũa gì vậy? Xúc chọn vô đi. Chọn gì vậy? Yeah, một cái bản đồ tiếng gì đó mình cũng chả biết nữa. Đây là. Rồi, qua màn các bạn ơi. Nói chung cái level 9 mình đã hoàn thành nha. Rồi, bây giờ cũng đã đến giờ đi ngủ rồi các bạn ơi. Còn cái level này, cái level 10 này ngày mai mình sẽ chơi tiếp nha. Bây giờ mình sẽ đi ngủ rồi, ngày mai mình sẽ chơi tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi ok, bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Rồi, bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn.